Chào Hoàng Linh với chào cô. Tôi tên là Bùi Thị Hoa, địa chỉ là 18 Bít Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận 1. Dạ, xin mời anh. Dạ, mình tên là Lê Phát Thảo, năm nay 31 tuổi, về ở rể nhà của mẹ cũng được 6 năm rồi. Thời gian cũng khá dài ha. Dạ. Chúc mừng. À cô, cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai đó, có ấn tượng gì với chàng trai này? Nói chung thì gặp biết thì biết lâu rồi. Tại vì hồi xưa là Thảo có làm bảo vệ của công ty gần nhà mình, cũng biết rồi, cũng qua lại. Tại vì ở nhà bán nước uống mà, thì cũng qua lại rồi, chứ mà không ngờ là ảnh lại quen con gái mình. Cái ảnh nghỉ làm thì con gái mình khi đi học hết 12 đó, thì ảnh mới ảnh gù được, mới sao ảnh gù được nữa. Rồi ảnh cũng tới ảnh uống nước. Cái ngày nào đó mới tự nhiên hai người yêu nhau, cái về dẫn về nói là muốn cưới đó. Thành ra mình mới nói chứ trời ơi, chưa biết thôi chứ còn chưa biết gia đình là ra sao, mình thì muốn biết cho là cho rõ ràng. Cái sau đó cái mình mới tìm cái người làm chung á, mình mới tìm cái anh làm chung với anh chàng trai này. Cái mình hỏi là Thảo đó làm sao, từ đó giờ nó làm đây giờ má biết, nhưng má không có biết nó tính tình nó sâu sắc, thì nó có xác định là má đừng có lo. Nó riêng về Thảo mà làm chung công ty thì rất là dễ thương và hiền, ai làm cái gì cũng giúp đỡ hết á, chứ không có ấy mà hiền lắm má. Cái mình thấy cũng ổn định rồi. Cái thứ hai nữa là mình đi ra đường mình thấy mấy anh mà xâm mình nhiều quá, cái mình sợ. Nói chung là ở nhà ông xã mình cũng kỵ cái vụ mà xâm mình á. Ông nói cha mẹ sanh đẻ ra là sao để y vậy. Cái hỏi dòng con có xâm con là không có xâm mẹ. Dạ anh ơi, cho em biết là cái ấn tượng đầu tiên mẹ vợ của anh đối với anh như thế nào? Bình thường á là cái ấn tượng đầu tiên là mẹ là người rất là dễ gần nha. Dạ. Nói chuyện rất là vui vẻ. Với lại mà chỉ cần tiếp xúc sơ 2-3 lần thôi là biết cái người đó như thế nào rồi. Rồi bắt đầu thấy vợ của mình là đi ngang quay ngang lại, lúc đó là còn chưa dám liếc, chưa dám chọc nữa. Xong mãi khoảng tầm 2-3 tháng sau rồi mới thấy là mới bạo miệng đi, rồi xin số điện thoại rồi rủ đi chơi. Có kỳ là lần đầu tiên qua xin là hỏi là bác ơi cho con dẫn con gái bác đi đi vòng vòng chơi mua sắm. Không, nó còn phải ở nhà rửa chén rồi kia rồi đi ngủ sớm nữa. Thế xong rồi mình tiêu ngữ mình đi về luôn. Em anh hỏi nè, lý do sao mà mình chấp nhận ở rể vậy? Tại vì ở bên này em thương mẹ, thương ba, lại thương cả vợ em luôn. Cuộc sống của này anh cũng biết là nhà buổi sáng là mình phải dậy sớm bán đi nước này kia rồi. Mình vợ chồng em là cũng về phụ với ba mẹ. Lúc mà mới cưới ở bên nhà em, nhà bên vợ nhà bên chồng cách nhau có 2 cây số thôi. Nó đúng ra là tôi có 2 đứa con hà. Dạ. Khi gả gái rồi tự nhiên chiều thằng nhỏ thì nó đi học đi làm. Cái chiều hai chồng cứ dọn cơm ra nhìn nhau không. Nhưng mà kiểu như mình ở con mà từ nhỏ rồi tự nhiên nó đi rồi cái là mình mất một cái gì đó. Không ăn cơm được, cứ ngồi ngó nhau hoài. Cái ông ấy thơm mấy rồi mình qua mình xin về đi, xin nó về đi. Cái đó, ông ấy, bà nói hay quá ha, gả gái gả đi, ai mình xin về, qua bển nói người ta nói cho. Cái xong cái nghĩ bụng nó không dám nói. Cái về cái thấy tụi nó thấy mẹ với ba buồn hoài, cái nói hoài cái anh này thì cũng thương ba mẹ. Cái nó thôi vậy con về con xin mẹ con. Thì mẹ bệnh cũng không muốn cho đi, nhưng mà mẹ nghe hoàn cảnh kể vậy đó. Xong cái khi mà có em bé, có em bé thì nói chung là nhà bên thì đông, em bé thì ngủ nó khó. Cái mình cái kiếm cớ đó mình mới nói mà về nói với mẹ đi, nói là đông ở bên này đông quá rồi em nó không ngủ được, nó ốm nó mới sanh này kia nè. Cái về cũng nói vậy mà bà xua bên kia thì ngại, mình cứ về tự nhiên về cái mình mang mình trả thì không được, ở bên này thì cũng ngại tự nhiên mình gả rồi mình xin về cũng không được. Sau đó 2 đứa con nó đứng ở giữa nó xài vàng xếp, thì tôi qua nói chị ơi thôi giờ mình hy sinh cho cháu ngoại đi. Bà nội ấm cha ôm cháu nội mà khóc, nói trời bà nội cũng muốn con đi lắm, bà nội nhớ con lắm, nó chợ gần chị qua đi, mỗi ngày chị qua đi gần mà. Cái bà thôi vậy ngày mai cho về, là thôi tôi nghe tôi mừng lắm, mừng về quá. Mừng quá, về nói với ông xã mừng quá, mừng mà ông không ngủ được luôn mà. Cái ông mới về ông nói ngày mai qua rước sớm, cái tội nghiệp chị xua tôi. Cái khi ra đi xe đi lên taxi đưa về mà chị ôm nhỏ chị khóc, mà khóc mình không dám dòm, dòm mình sợ mình tủi mình khóc theo, cái không dám dòm. Cái mình đi đi về về cái thôi vậy mai chị qua nha, sáng sớm bà nội qua liền. Qua mà bước xuống xe là bà nhào tới bà ôm con bé bà khóc, tại vì nội ngoại chỉ có một mình đó. Dạ. Gái tôi gái lớn bên này cũng trai lớn. À
là lý do làm rể đúng không? À. Em không biết là khi mà anh về rể á, anh có cái điều gì bỡ ngỡ không anh? Có em, ở bên nhà anh á, thì bình thường anh không có quét nhà hay lau nhà gì hết. Tới cả nấu ăn anh còn không biết luôn. À, mà giờ đây tại anh thấy như buổi sáng mình đi làm cho tới chiều rồi, thấy về thấy vợ cứ cũng phụ bán đi, rồi giờ phải tất bật làm kia, cũng thấy tội nghiệp thôi mình phụ. Nghĩ tự cũng biết quét nhà, lau nhà, biết cả nấu ăn luôn. Trời ơi, giỏi vậy. Chuyện mà hai mẹ con hợp nhau á, có hợp nhau gì không? Đó anh là về vấn đề nấu ăn nè, rồi buổi tối hay là bàn về mấy chuyện mà mua mấy cái phụ kiện trang sức cho mẹ nè, để mẹ đi tiệc. Em cũng bàn chuyện mua trang sức nữa à? Tại căn bản là hồi đó em cũng thích là mở một cái tiệm trang sức nhỏ nhỏ để bán. Ừ, hèn chi vậy chứ tưởng đâu em không lý do mà em bàn vụ trang sức, anh cũng nghi nghi. Cô thấy hợp chứ còn rể gì? Hợp có cái là nó hiền, ngoan. Nói chung là về thì mình không khó gì đâu, nhưng mà chỉ khó cái là dù cha mẹ có nói gì sai, im. Rồi từ lát sau cha mẹ nó xong hết, rồi muốn con muốn nói gì nói, nhưng đây là con rể tôi là chấp nhận, dễ thương. Nói chung là nó về thì con rể tôi thì không có cha, cha mất hồi còn bé. Nên lúc mà khi mà về đó, về nhà tôi đó là lấy con gái tôi rồi đó, bây giờ anh mới tin, anh mừng quá, anh mừng quá bức xúc ra nói là mẹ biết không, em biết không, từ hồi lúc anh biết tới giờ anh chưa có được tiếng kêu bằng ba, nhưng mà ngày hôm nay thực sự anh đã có ba thì anh mới hạnh phúc quá. Anh đi về nhà mình thì anh thấy ba mẹ bên này thì cũng dễ. Tôi rất là thương con, thì tôi nói là bây giờ mình thương con mình thì mình thương con rể, mình thương nó thì nó sẽ thương mình. Vậy em có sợ mẹ không? Cũng có với anh, lúc đầu mới cưới vậy sợ muốn chết luôn. Sợ hả? Ủa sao sao vậy anh, sợ gì anh? Lúc mà đám cưới xong về có một cái đợt là vợ anh mới sinh, đó là còn ở bên nhà anh. Kỳ đó buổi chiều anh đi làm về bị mắc mưa, cái điện thoại anh nó cũng bị giống như bị chậm mạch đi mà anh không có biết. Cái buổi tối mẹ đi giao đồ ở gần đó đó, mẹ gọi điện, anh bắt điện thoại lên nghe được hai cái xong đen màn hình luôn. Rồi xong anh cũng nói không biết giờ mẹ gọi làm sao mà không có cái điện thoại để gọi lại, nên thôi ngủ luôn. Tới sáng cái mẹ mới gọi điện thoại lại cho qua bên nhà của mẹ anh, nói là chửi xối xả luôn. Lúc đó là không có biết là mẹ đi ngang qua, mẹ nói thôi có gì chạy ra lấy xe đi giao hàng giùm mẹ đi, để mẹ vô mẹ thăm cháu xíu. Mình không có nghĩ là chỉ vì một cú điện thoại thôi mình không bắt đi mà sẽ có sự vậy. Mình phải lật đật chạy qua tới bên nhà xin lỗi ba, xin lỗi mẹ này kia, năn nỉ một buổi trời đó, rồi mẹ mới nói là cái điện thoại đi làm con phải biết còn giữ lại, như có cái chuyện gì này kia làm sao. Thì lúc đó mình cũng hiểu là mẹ la đúng chứ không phải là sao. Mẹ la nhiều lần chưa? La cũng mấy lần hả? Mấy lần hả? Có mấy đợt đi nhậu nhẹt với bạn bè em công ty á, về trễ cũng la. Rồi nhưng mà sau mấy lần sau thì em biết thôi em rủ bạn về nhà nhậu luôn chứ không phải. Thì sáng phải làm sớm, sáng phải sớm phụ ba rồi dọn hàng rồi đi làm đến tối mới về. Thì mê đá banh, khoái đá banh lắm. Nhưng mà về đến tối thì cái nhà có cái nhà hàng gần đó, thì những anh em trong nhà hàng làm xong hết nhà hàng người ta mới đá banh. Là 12 giờ người ta mới xong. 1 giờ bắt đầu ta mới kéo nhau đi đá banh, anh đi theo. Anh đá tới 2 giờ sáng, 3 giờ sáng anh mới về. Giận quá là bây giờ con muốn đá banh thì con nghỉ luôn việc làm, con nghỉ luôn, con đi đá banh. Mẹ không nói. Bây giờ sáng con đi làm, con thức dậy, con thức nổi không? Đầu tiên là sức khỏe của con. Thứ hai nữa bây giờ mẹ cha mẹ ở nhà cứ canh con để con đi về giờ đó sao? Thành ra bây giờ cho cái giờ đi chơi là ngày thứ 6 đi chơi, thứ 7 chơi, nhật cũng đi. Trời, có lịch đi chơi nữa đó hả? Chơi cỡ nào chở cũng 10 giờ về chứ không có đi. Hay nha. Cái anh thấy không ngắm không được rồi anh kéo bạn về nhà giàu luôn. Con nghĩ là nếu mà có hợp nhau thì chắc chắn có không hợp nhau. Không biết là cô không hợp anh nó điểm gì cô? Hậu đậu. Nói đường làm ngã. Cũng như hôm kỳ ba nó kêu ở Bình Dương mời đám cưới, cái ba nó không có đi được, ba nó kêu thôi giờ con chở mẹ đám cưới giùm cho mẹ. Hai mẹ con sửa soạn đi. Đi ra tới cầu Bình Triệu chứ có xe buýt ẩu lắm. Cái mình ngồi sau chắc kỳ mà anh này anh chạy xe yếu nó. Con ơi, nắm mà qua được không qua được cho nó qua, đừng có qua nó nha con. Cái tự mình đang chạy ngon lành nó ép sát vô lại gì nó vô dưới khách mà. Cái này tức quá.
đang chạy mình tự nhiên ép vậy, anh chấn lên luôn. Cái anh chấn vô sẽ hai sẽ biết ép hai mẹ con tôi vậy. Mà hồi sau tôi run quá, tức mình ấy xong ngừng tôi la quá trời đất luôn. Con chở mẹ đi được thì chở, con không chở thì mẹ đi về. Cái anh run, anh lúc anh run hết chạy được rồi, anh run. Cái anh về, cái khi đám cưới về xong mình phân tích mẹ không nói sai, thì con phải hiểu cái cách cái tánh mạng của mình nó hay hơn. Bây giờ con có giận nó, con la cho nó ngồi xe buýt nó đâu nghe đâu. Yeah. Đó, xong rồi có trận đó tôi giận quá, giận giận tím người luôn, tại mình nghĩ là lúc đó nó ép mình là mình tiêu rồi. Chuyện mà hậu đậu cái chuyện xe đó còn chuyện nào nữa? Thì bình thường là em hồi đó trước giờ thật sự là em chưa bao giờ muốn về em hết. Là như ba với mẹ nói thôi, nhưng mà giờ nhiều khi là cũng gây lộn thật, nhưng mà hai vợ chồng mà thường lên lầu đến bữa gây lộn xong rồi bắt đầu sáng hôm sau em hay mét mẹ. Đúng rồi, em xuống mét mẹ hả? Đúng rồi, phải mét chứ anh. Mét thì sao? Thì nói mẹ ơi vợ con không ấy. Vợ con nó quýnh con hả? Vợ con không chịu ăn cái này mà cứ nói chuyện là cãi ngang con khó chịu quá mà giờ con không biết sao con nói. Thôi mẹ có gì mẹ la vợ con dùng đi. Chứ bình thường em mà giận lên á nhiều khi là em không nói chuyện với vợ em luôn. Thành là anh cũng cưng chị kia hiểu làm nũng. Nhiều lúc là chồng mua gì cho ăn, không ăn này kia nọ, ông này tức la làng lên. Càng la bà kia không ăn, xuống mét mẹ. Tôi chỉ cần bước lên trên lầu, tôi lên nghe tiếng tôi cái là chỉ lật đật chỉ ăn liền. Chứ không có dám nói là anh này biết cái gì là mét mẹ xử cho. Anh hỏi thiệt nha, có khi nào mà mẹ với ba la cái buồn mình khóc không? Khóc thì chưa tới nổi, nhưng mà buồn, ức á. Buồn thì cũng có buồn anh, nhưng mà tại lúc đó nhiều khi em chưa có suy nghĩ tới đó. Thì là em cũng nói về em thôi, hôm nay ba với mẹ la, anh có chuyện buồn quá. Đi lên sân thượng ngồi chơi với anh. Rồi vợ em thì là ngồi cầm ly nước trà lên uống, còn em cầm lon bia lên ngồi nói chuyện kia. Cái xong rồi tầm ở khoảng 9-10 giờ thôi được rồi, xả xì chết được rồi, đi xuống sáng mai thoải mái. Thôi chúng ta sẽ nghe vợ em nói gì nha. Thôi à. Có những các khuyết điểm của ảnh như là ảnh hay đi đi bạn bè về hơi khuya một chút, thì mình cũng có ý kiến với ảnh rồi, thì ảnh cũng có thay đổi. Nhưng mà tại vì công việc của ảnh mà lâu lâu ảnh phải đi về khuya một chút, thì ba mẹ thì cũng có nói làm gì làm cũng phải giữ sức khỏe chứ đừng về khuya quá, có cái tính cẩu thả lắm. Mẹ nói ba ơi con bỏ cái này giùm mẹ được không? Dạ dạ mẹ cứ để nó đi một chút xíu, nó con làm liền cho mẹ. Nửa tiếng sau cái bệnh đó vẫn còn nằm ở trong nhà đó. Cái mẹ nói ba ơi con làm chưa? Con làm rồi mẹ. Nói con làm con để đâu vậy con? Nói vậy con để ở ngoài. Con vô đây con nhìn giùm mẹ coi cái này là cái gì vậy con? Vô tới nơi. Mày hay quá ha, tao kêu mày làm cái gì mà bây giờ mày còn để ở đây mày kêu là mày làm rồi. La vậy đó nhưng mà vẫn đứng cười chứ không bao giờ mà dám cãi lại mẹ một tiếng nào ở trên. Mẹ mình thì mẹ mình thương là thương đều hết. Con nào mẹ nói con nào cũng là con. Nên khi mà ảnh về ảnh làm rể mẹ còn thương thêm nữa. Tại vì đáng lẽ mình phải làm dâu nhưng mà mình không phải làm dâu mà ngược lại ảnh phải đi làm rể nhà mình. Nên mẹ nói là nếu như mà mẹ thương ảnh thì ảnh sẽ thương lại mẹ. Nên hai mẹ con vui vẻ lắm, nói chuyện giống như là mình là con dâu chứ không phải là mình là con ruột nữa. Giống như ảnh là con ruột của mẹ vậy, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ lắm. Đi đâu bất cứ cái gì cũng vậy, ảnh nói em cái này đẹp nè, mua cho mẹ đi hay là mua cho ba đi. Mình cũng mong là chồng mình sẽ chịu khó để ý hơn một chút xíu nữa. Tại vì cái tính của ảnh cũng hay lơ là lắm, nhiều khi ba mẹ nói rồi ảnh cũng hay quên á. Mình cũng mong là chồng mình sẽ lắng nghe ba mẹ mình nhiều hơn một chút xíu, chịu khó để ý hơn một chút xíu. Mẹ thì mong rằng mẹ cũng bớt la tụi con lại một chút. Tại vì con cũng biết mà tụi con cũng có lỗi, nhưng mà mẹ la ít thôi, mẹ đừng la nhiều quá tụi con cũng buồn. Thì kiểu mình thì hay la nói vậy thôi, chứ còn con là mình thương nhà, thương con, thương cháu đó. Nó kiểu mình thấy mình bực cái nói cái rồi con làm rồi nói vậy nữa. Rồi mẹ đi con làm, khi bữa hôm mới đi về đi đám cưới về. Sáng thì nói chung là chiều thì là do soạn thuốc nè, soạn nước rồi cái nọ sẵn để sáng sắp ra ngoài quán nó bán. Tôi đi được cái hai anh chị ở nhà ngồi bấm điện thoại bấm riết. Mà tôi về nhà là cũng gần 10 giờ rồi, 10 giờ tối rồi mà hai chồng cứ ngồi bấm điện thoại. Ê hề chén bát. Nó cũng không làm. Tại những đó tôi làm mà. Nó cũng để im đó, xong cái một lát nữa tôi dòm qua những cái đồ bán còn y gì. Thì những cái đồ tôi làm mà. Tôi giận quá rồi đấy.
ở nhà này là chỉ có một mình tôi biết làm thôi. Tôi không có tôi ở nhà là đồ vẫn để im tôi về tôi làm. 11 giờ đêm tôi về cũng vẫn để im tôi làm. Cái anh này tôi lên thay đồ, anh là chạy vô rửa chén. Chị kia là chạy vô sọc đồ. Tôi tuột xuống tôi kêu là không, con đừng có rửa chén để mẹ rửa. Mẹ nói là nói vậy thôi, là khi là mẹ không có ở nhà thì những cái đó hai vợ chồng mày làm giùm cho mẹ. Em có mong muốn mẹ vợ mình thay đổi điều gì không? Cũng có anh. Em mong là mẹ em giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi thì mẹ nên là nghỉ ngơi là vui chơi nhiều hơn, bớt làm đi. Tại giờ có hai chồng con cũng có thể là phụ đỡ đần được cuộc sống của ba với mẹ rồi. Không biết là cô muốn anh thay đổi điều gì không cô? Nói chung thì con rể tôi thì nó cũng hoàn hảo rồi, nhưng mà cũng có một cái nó hơi hợp động. Thật ra con á, mẹ muốn con thay đổi là muốn ở nhà mình mẹ nói gì thì con cố gắng nghe được, cái đó làm con làm liền, chứ con đừng cứ lát con làm, lát con làm, mẹ hay giận mẹ hay la cái đó thôi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều. Con cũng hứa với mẹ là sau này con làm việc gì con cũng gắng để tâm hơn, tập trung hơn. Ôm mẹ vợ cái đi nào. Rồi.